Mày đứng ở đây xuống bên nhà đại đoàn mày lên. Sao nắm lại cho tẹo lên đi sao? Lên đường quá, lên đường quá. Đây, tôi lên đường. Bên mệt mà nhà ho cái khổ. Ồ, quá khỏe. Thank you.
ra đó là chỉ có 28 ký thôi. Bởi vì chỉ anh Dũng vừa tập trên trường và có thể là thấy nhau. Rồi chúng ta tiếp tục đi lên đến với nhịp chính của cầu Đình Miễu đây. Cái chỗ này ạ. À. Cầu Đình Miễu thì nó cũng là một cái chiếc cầu chi măng theo cái kiến trúc của cầu Mỹ Thuận. Các nhà cũng thấy đó, cầu chi măng. Cái cầu này xài bao nhiêu? Cầu này tính luôn cả cái nhịp đó là kìa. Đi vào đây. À. Cây này hả chị? Cây này cũng mấy 4 năm mới xem. Giờ có cải tiến gì mới không? Tiêu chuẩn ở đây là mỗi thành viên 2 công tôm nha cả nhà. Nè cứ ăn đi nè, cháo thì thoải mái. Nha, còn bây giờ thích ăn rau mình nhúng rau vô mình ăn. Cẩn thận nha. Rồi, cô chú bỏ. Đúng vậy, rồi bây giờ không có tới cây số đâu. Mình ngồi một hồi hả, từ đây đi sân bay nhìn thấy nó quay chóng mặt luôn. Đừng có đâu, chừng 120 là maximum mà. Vì khi kẹt xe lâu rồi nó khác hơn chút đỉnh. Kẹt xe thì nó nhảy tiền thế. 120 là hơi nhiều rồi chứ. Thì á, nhiều khi kẹt xe không kẹt xe. Nhiều khi từ thành phố hoặc là từ trung tâm hoặc là từ đâu chị đi nữa chứ đâu có nói được. Thì nói cái điểm chung là 120. Cái con đường này có nhiều cái. Tiền vé nữa 5.000. Thường thường đi nói giá là ta nói 120. Chứ nếu mà nói dưới nữa lỗ. Cái lúc mà đón khách á thì sân bay họ đâu có đón cho mình đón cái chỗ đó đâu. Họ bắt mình phải quay lại ngay đầu bên này. À, thì anh cũng bấm cái số chạy luôn chứ anh không có xác đạt được không? Trên lợp đó nó không có đúng cái bóc được. Trừ ra đường không có kẹt xe đi là đó là đúng được.
chậm sao. Nửa tiếng ít nhất cũng phải là tốn mười mấy hai chục ngàn tiền xăng á. Không nhảy tiền chờ tiền đâu, không chịu nổi đâu, phải để tiền chờ hết á. Thì thường thường đừng có chờ, tại mình đi trong thành phố đi đi chút rồi chờ không chịu nổi, chờ bắt buộc tài xế phải để tiền nhảy thôi, nhảy mất thời gian của tài xế. Vậy thí dụ như họ đi chừng cỡ 15 phút 20 phút gì đó thì sao? Thì cứ 15 phút nhảy được mấy lần, mình nhảy 3 4 lần là mỗi lần nhảy 2.000 hả? Có mấy tiền trên xe để thám mùi gì mình có nhầm được không?